cái rồi sợ móc đầu ngón chân cái rồi sợ. Nó biết gì đâu. Và con đó tính là đưa sắt lên giờ mà nó cũng không hỏi. Người nghe tiếng thắng ơi. Nghe tiếng rồi mà. Ôi, nhưng mà bà hỏi là hỏi bao nhiêu? Quên bố, Sơn này hỏi bao nhiêu? Đúng là hỏi bao nhiêu? Thì cười, chết cười không nè. Cái cắt mổ mà tí giờ đưa lên những cái ngắn thì anh cho đại khái ở chỗ phần trên, còn những cái mổ có cái mổ dài anh cho một cái dầm dầm này với mổ dưới này, những cái dầm nó không có tường, cái dầm này nó không có tường, những cái dầm nó khác, cho ở dưới nó nằm ở dưới.